Xin chào các em, chúng ta sang bài mã số ID là 005. Bài này nằm trong khóa vô cơ cơ bản 11 chuyên đề bài toán CO cộng với oxit kim loại. Để xử lý được bài toán này, việc đầu tiên là thầy vẽ sơ đồ. Ở đây thầy biểu diễn sơ đồ theo hai thí nghiệm. Thứ nhất, 46,7 gam này thầy quy thành là kim loại và oxy 2 trừ. Thí nghiệm thứ nhất là phản ứng với hydro. Hydro sẽ khử oxit kim loại, tức là cướp oxy để tạo nước, kết quả tạo thành nước và kim loại. Từ số mol nước là 0,5 mol, thầy suy ra được oxy là 0,5. Đó. Oxy 0,5, kết quả thí nghiệm thứ hai là khi cộng với HCl nó sinh ra muối. Muối thành quy về là ion đồng và ion sắt và Cl trừ. Đề thi hỏi khối lượng muối, thầy dùng bảo toàn khối lượng bằng m kim loại cộng với m Cl trừ. Cl trừ thầy dùng phương pháp đổi điện tích lấy điện tích, thầy có là Cl trừ sẽ bằng 0,5 nhân 2 bằng 1 mol. Khối lượng kim loại thầy dùng bảo toàn khối lượng, thầy lấy 46,7 trừ khối lượng oxy ở đây đi. Kết quả thầy có như sau. M muối sẽ bằng khối lượng kim loại đây cộng với khối lượng Cl trừ. Kết quả tính ra bằng 74,2 gam. Như vậy đáp án thầy chọn là C.